Đó, giờ mình đang về, mới làm mà nó về số lượng này vậy là mừng lắm rồi mọi người. Mấy tiếng giờ ở bên anh Thuận dưới lò đồ của anh đã độ ngặt lắm, xài rất hiệu quả, không có nhiều tiền nha. Đây mình đang bắt tiếng giờ, đây là cái remote nè, remote của mình à, nó quay cái remote nè, sao tôi thui. Đó. Trong nhà mình điều khiển bắt đứng qua lại lớn nhỏ lặp lại đồ đủ thứ. Đó. Chuồng nhìn cũng biết mới làm đúng không anh em, làm mới đây mà mua cái tiếng với mua loa bên anh Thuận á, ở trên mình cũng đi tìm hiểu này kia, mình lên Google YouTube rồi mình gõ vô tiếng dơi này kia rồi cái gặp được anh Thuận, anh tư vấn.